Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1970, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Lan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây chỉ là một trong hàng loạt dự án tự vẽ tại thành phố Hồ Chí Minh, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên phân lô bán nền và rao bán rầm rộ. Thời gian qua, Hoàng Kim Lan liên tục quảng cáo nhiều dự án phân lô bán nền ở một số quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm người mua. Tuy nhiên, những dự án mà Hoàng Kim Lan là dự án không có thật, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ngoài ra, bà Trần Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Hoàng Kim Lan, cũng bị điều tra về việc thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ việc và kêu gọi các nạn nhân của công ty Hoàng Kim Lan đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, công an thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra, qua đó bảo vệ quyền lợi cá nhân.